Màn so tài giữa câu lạc bộ Bayer Leverkusen và Stuttgart diễn ra lúc 2 giờ 30 phút ngày 1 tháng 11 năm 2024 là trận đấu diễn ra sớm nhất vòng 9 Bundesliga mùa giải năm nay. Trận đấu này được giới mộ điều đánh giá nghiêng hẳn về phía đội chủ nhà. Trận đấu này cũng được dự đoán sẽ có nhiều bàn thắng được ghi. Câu lạc bộ Bayer Leverkusen vừa cắt được chuỗi hai trận hòa liên tiếp bằng trận đại thắng câu lạc bộ Elversberg 3-0 ở vòng hai cúp quốc, quốc gia Đức. Đây chẳng phải là chiến tích quá phi thường, bởi đối thủ của họ chỉ là đội bóng hạng dưới Elversberg đang góp mặt ở giải hạng hai nước Đức so với Elvis Bird, đối thủ sắp tới của nhà đương kim vô địch Bundesliga là Stuttgart đáng gầm hơn nhiều. Xét về phong độ, câu lạc bộ Stuttgart thậm chí còn đang làm tốt hơn cả Leverkusen. Bằng chứng là đội bóng này vừa có 3 chiến thắng liền trên mọi mặt trận. Trong số những bại tướng của Stuttgart đáng chú ý có cả câu lạc bộ Juventus, một trong những tên tuổi lớn nhất trong làng bóng đá Italia. Xét về thành tích đối đầu, Stuttgart không thể sánh được với Leverkusen do họ chỉ thắng 23 mà phải nhận tới 42 thất bại trong 88 cuộc chạm trán giữa hai bên. Tuy nhiên, trong vòng hơn một năm trở lại đây, Stuttgart không còn là con mồi dễ sơi với Leverkusen như trước. Bằng chứng là trong năm màn so tài gần nhất giữa đôi bên, có đến 4 trận kết thúc với tỷ số hòa, Leverkusen và Stuttgart là hai đội bóng mạnh nhất ở Bundesliga mùa trước. Đoàn quân của Alonso đã vô địch giải đấu với thành tích bất bại, trong khi Stuttgart cán đích ở vị trí Á quân, trên cả gã khổng lồ Bayern Munich. Tuy nhiên cả hai đội bóng này đều có những dấu hiệu xa sút ở mùa giải năm nay. Ở trận đấu gần nhất, đương kim vô địch Bayer Leverkusen dẫn trước Werder Bremen với tỷ số 2-1 sau pha phản lưới nhà của Felix Agu ở phút 77. Thế nhưng bàn thắng ở phút 90 của Romano Smith đã cân bằng tỷ số 2 đều cho Werder Bremen, khiến Leverkusen có trận hòa thứ ba trong 4 vòng gần nhất ở giải đấu cao nhất bóng đá Đức mùa giải năm nay. Đội bóng của Alonso đã mất điểm 4 lần trong mùa giải này, hòa 3 lần và thua 1 lần, trong khi họ chỉ mất điểm 6 lần trong toàn bộ mùa giải trước và vẫn bất bại. Trong trận đấu gần nhất, câu lạc bộ Leverkusen đã đánh bại câu lạc bộ Elversberg với tỷ số 3-0 ở vòng 2 của Cúp quốc, quốc gia Đức. Trận đấu mà họ ghi được hai bàn chỉ sau 9 phút và dẫn trước 3 bàn vào phút thứ 36. Mặc dù đội đương kim vô địch Bundesliga đã ghi được 16 bàn trong 8 trận gần nhất, họ cũng đã để thủng lưới 10 lần, chỉ giữ sạch lưới được 2 trận trong thời gian đó. Câu lạc bộ Bayer Leverkusen cũng không thể giữ sạch lưới trong cả 9 trận đấu gần đây nhất tại giải đấu cao nhất bóng đá Đức và thành tích để thủng lưới 15 bàn trong mùa giải này chỉ đứng thứ 11 trong số 18 đội tham dự giải đấu đội chủ nhà có thành tích sân nhà đáng kinh ngạc khi thắng 4 trận và hòa một trận trong 5 trận gần nhất tại Bay Arena, cũng như thắng 26 trận, hòa 5 trận và chỉ thua một trận trong 32 trận gần nhất trên sân nhà. Đây là điểm tựa giúp thầy trò Alonso hy vọng giành 3 điểm trên sân nhà trước câu lạc bộ Stuttgart ở vòng 9 Bundesliga. Nhận định Leverkusen vs Stuttgart nghiêng hẳn về phía đội chủ nhà, họ cần phải giành chiến thắng để nuôi hy vọng rút ngắn khoảng cách với ngôi đầu bảng của Bayern Munich. Hiện câu lạc bộ Leverkusen đang xếp thứ ba trên bảng xếp hạng, kém 5 điểm so với hai vị trí dẫn đầu của Bayern Munich và RB Leipzig. Đó không phải là khoảng cách quá lớn, nhưng với phong độ cao của hai đội xếp trên, nếu họ tiếp tục đánh rơi những điểm số, khoảng cách với hai đội dẫn đầu có thể ngày càng được nới rộng. Do chưa bình phục chấn thương, một số cầu thủ của Stuttgart như theo Andrei Vy Zagadu, Dien hay Sturgio phải làm khán giả ở trận đấu tới. Ngoài ra, đồng đội của họ là Chabot phải thu án treo giò. Bên phía Leverkusen, chỉ có duy nhất trường hợp Adli là không đủ sức khỏe để sung trận. Trong khi đó, Stuttgart bước vào trận đấu sau khi đánh bại Kaiserslautern với tỷ số 2-1 vào tại vòng 2 cốc quốc gia Đức. Đây là chiến thắng thứ 3 liên tiếp của họ. Đội khách đã giành chiến thắng 2-1 trước đội mới thăng hạng Holstein Kiel vào ngày 26 tháng 10 mặc dù chỉ còn 10 người trên sân ở phút 66 khi tỷ số là 2-0. Huấn luyện viên Sebastian Hornes, người được MU liên hệ để thay thế Erik Ten Hag, cho biết ông rất vui mừng với kết quả này vì ông tin rằng Bundesliga là giải đấu quan trọng nhất mà đội bóng của ông tham gia. Sau những kết quả không tốt ở những vòng đầu tiên, việc chơi tốt hơn gần đây giúp Stuttgart vươn lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng, kém top 4 khoảng cách 3 điểm. Đội bóng của Hornets đã chứng tỏ họ rất khó bị đánh bại trong những tuần gần đây, khi họ thua không bốn trước Bayern Munich vào ngày 19 tháng 10, đó là trận thua duy nhất của họ trong 8 trận gần đây nhất khi thắng bốn và hòa ba trong thời gian đó. Tuy nhiên, phong độ sân khách của Stuttgart không mấy khả quan khi họ thua ba hòa hai và tháng hai trong 7 trận sân khách gần nhất tại giải đấu. Mặc dù cần lưu ý rằng họ đã giành chiến thắng trong 5 trận đấu trước đó tại Bundesliga trên sân khách. Về mặt lực lượng, bên phía đội chủ nhà, tiền đạo Amin Adli vẫn phải ngồi ngoài vì bị gãy chân. Có khả năng anh sẽ phải nghỉ thi đấu cho đến tháng 3 năm 2025, trong khi hậu vệ Genuel Belosun phải nghỉ thi đấu cho đến cuối tháng 11. Alonso có thể tung các trung vệ Edbon Tapsoba, Jonathan Ta và Piero Hincapai ra sân trước thủ môn Lucas Horazaki. Victor Boniface chắc chắn sẽ dẫn đầu hàng công, được hỗ trợ bởi Man Terrier và Florian Us. Stuttgart có một số cầu thủ vắng mặt bao gồm trung vệ Gian Axel Zagadou cho đến tháng 2 năm 2025, cũng như trung vệ Zep Chabot, người đã bị đuổi khỏi sân trong trận đấu với Holstein Kiel. Luca Raimund dự kiến sẽ không trở lại cho đến đầu tháng sau, trong khi Yannick Keitel dự kiến sẽ trở lại thi đấu vào cuối tháng 11. Cầu thủ chạy cánh Justinian và hậu vệ phải Leonidas Terzio cũng còn bỏ ngỏ khả năng ra sân nên có lẽ Hornets sẽ sử dụng hàng thủ gồm Josa Vagnoman, Annie J. Anthony Rowe và Maximilian Mittelstadt, cũng như hai tiền đạo gồm Elbilan Toure và Danny Andavi. Cả hai đội đều có những dấu hiệu xa sút ở mùa giải năm nay, nhưng Leverkusen vẫn nằm trong top 3 trong khi Stuttgart chỉ xếp thứ 8. Đội khách đã chơi tốt hơn gần đây, nhưng phong độ của họ khi làm khách là rất tệ. Một thống kê cũng đứng về phía đội chủ nhà, họ bất bại trong 6 trận gần nhất trước Stuttgart, trong đó có 3 chiến thắng và 3 trận hòa. Ít nhất 3 bàn, cả hai đội đều sở hữu hàng công với nhiều cầu thủ tốt, nhưng hàng thủ của họ ở mùa giải năm nay không đảm bảo sự chắc chắn cần thiết. Khả năng cả hai đội cùng ghi bàn, trận đấu kết thúc với ít nhất 3 bàn là rất cao. Những thống kê cũng cho thấy cả ba lần đối đầu gần nhất đều có ít nhất 3 bàn.